Ngày 7 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2022, tổng kết sản xuất vụ đông năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn tỉnh vẫn gieo trồng được trên 8.000 ha cây vụ đông, giá trị sản xuất đạt trên 1.064 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với vụ đông năm 2020. Nhiều địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vụ đông năm 2022 được dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng cũng như sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý các địa phương căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch sản xuất và có các giải pháp cụ thể để gieo trồng khoảng 8.000 ha cây trồng các loại trong khung thời vụ tốt nhất, trong đó nhóm cây trồng ưa ấm như ngô, lạc, bí xanh, ớt, cà chua cần trồng xong trước ngày 10 tháng 10. Đối với sản xuất vụ mùa, đến thời điểm ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 35.200 ha, trong đó cây lúa là trên 31.500 ha, còn lại là cây rau màu các loại. Nhìn chung, các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn chắc xanh đến thu hoạch. Hiện ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến thời tiết, các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo sản xuất vụ mùa năm 2022 giành thắng lợi. Tại hội nghị, đại diện Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các địa phương, lãnh đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở, một số doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp đã nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phải tăng cường liên kết bao tiêu sản phẩm, khuyến khích các tổ chức cá nhân hộ nông dân cho mượn đất, thuê đất để sản xuất thành vùng tập trung. Đặc biệt, lấy nghị quyết 32/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 làm động lực thúc đẩy người dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp.